Thưa quý vị, trước những yêu cầu tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu chất lượng cao, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thay đổi tư duy, cách làm, trong đó đặc biệt chú trọng đến tính xanh trong sản xuất sản phẩm. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì nâng cao chất lượng đơn hàng mà còn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Đáp ứng yêu cầu của đối tác Na Uy, công ty cổ phần xây lắp dầu khí miền Nam Alpha ECC khu công nghiệp Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu đã đầu tư trang thiết bị máy móc chuyên dụng, đồng thời tổ chức đào tạo cho người lao động đủ tiêu chuẩn để triển khai dự án chế tạo thiết bị thu hồi khí CO2 trên tàu nổi chứa, xử lý và xuất dầu thô FPSO. Việc triển khai dự án công nghệ cao này, ngoài việc giúp doanh nghiệp tăng doanh thu và tạo việc làm ổn định cho người lao động, còn là cơ hội cho Alpha ECC tiếp cận được lĩnh vực thiết kế chế tạo mới theo tiêu chuẩn xanh của châu Âu. Cái điều chúng tôi quan tâm lớn nhất đó là chúng ta đang đi vào một cái lĩnh vực mới. Các cái nhóm thiết bị mà bây giờ nó đang là cái yêu cầu cấp bách của thế giới, đó là thu hồi cái khí CO2 để giảm cái phát thải nhà kính, để chủ yếu là bảo vệ trái đất và bảo vệ chính môi trường sống của chúng ta. 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí của Bà Rịa Vũng Tàu đạt 1.789.000.000 USD, tăng 13,47% so với cùng kỳ. Để đạt mức tăng trưởng này, trong bối cảnh kinh tế khó khăn và tiêu chí của thị trường xuất nhập khẩu, đặc biệt là thị trường châu Âu ngày một khắt khe, các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đã chủ động đa dạng hóa nguồn cung nguyên vật liệu, tăng cường sử dụng nguyên nhiên liệu, nguyên vật liệu tái tạo, thúc đẩy sản xuất sạch hơn, sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường. Sản xuất trong lĩnh vực may túi sách xuất khẩu, công ty rất khắt khe trong việc nhập khẩu các nguyên liệu sản xuất theo tiêu chí xanh hóa ngành may, nên yêu cầu nhà cung cấp phải có các giấy tờ minh chứng cho nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hiện nay công ty đang lên kế hoạch lắp đặt thiết bị điện năng lượng mặt trời là cũng phần nào đáp ứng tiêu chí này. Nguyên liệu chính của công ty chủ yếu là keo lá tràm. Thì cái thứ này là dùng là nguyên liệu là có chứng chỉ FSC, tức là lấy từ rừng trồng, rừng bền vững và có chứng nhận đàng hoàng. Bây giờ gần như khách nào người ta cũng cần, thì mình đã có sẵn, chứ không phải là bây giờ mình, không phải là bây giờ mình mới làm. Theo các doanh nghiệp, để chuyển đổi xanh đòi hỏi chi phí đầu tư lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài, rủi ro cao, doanh nghiệp mới thành lập và nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa khó đáp ứng được năng lực tài chính. Vì vậy, sự hỗ trợ của nhà nước về chính sách, về vốn và công nghệ là rất cần thiết, giúp cho doanh nghiệp tự tin hơn trong hành trình phát triển xanh bền vững.